Hiện giờ cái dèo mình thay nước mình thấy cũng có một số bị trắng mình nha các bạn. Rồi mình để mình tạt tay cha mình cho các bạn xem cái thùng thùng không. Mình lấy nước mình tạt tay cha các bạn xem. Tự ra đây. À thuốc này thuốc là tetraxilin nha các bạn. Rồi cho bạn coi tetraxilin của các bạn. Rồi bạn dòm nó nhiều. Tetraxilin nhiều loại, nhiều công ty sản xuất, công ty nào cũng được chứ. Để đưa lâu mình giống mình quảng cáo thuốc á. Mình sẽ đổ nó ra. Mình quậy nước mình tạt. Cái dèo ở đây mình bề ngang 4, bề dài 9 mấy luôn ạ, như ngang 4 dài 10 thì nói cho dễ. Mình tạt hai dĩa đây cha. Hai dĩa. Sau khi mình đổ thuốc tê cha ra xong rồi nè các bạn, rồi mình quậy lên và mình thêm nước, mình quậy lên. Bạn thấy nó vàng không? Nước vàng ươm. Sau khi mình tạt tay cha xong rồi các bạn, chút là khoảng chừng 20 phút sau, 15-20 phút sau mình bơm đầy lên, mình bơm đủ lượng nước lên. Bơm đủ lượng nước lên cái đầu là mình phải tạt muối với thuốc tím nữa. Hồi xíu mình tạt muối thuốc tím bạn xem nữa. Để bơm đầy lên mình vô nhà lấy muối thuốc tím mình tạt các bạn xem. Rồi sau khi mình tạt tay cha khoảng 15 phút các bạn, chứ không được nhiều nữa. Nước nó gần đầy rồi, tại mình có gian mình sẵn mình quay cho bạn xem luôn. Đây là xe chạy mình nói đây là thuốc tím mà mình múc là một muỗng ăn cơm á các bạn. Nhiều bạn hỏi muỗng ăn canh hay gì, nhầm bạn bự con, bạn ăn bằng cái giá nữa chết luôn. Cái muỗng ăn cơm, cái muỗng inox mình ăn cơm bế tô ăn cơm hàng ngày các bạn, chứ không phải mà ăn bằng cái giá bế cơm. Mấy người bạn mà mập bợ cái giá bế cơm hỏi mệt luôn à. Là cái muỗng ăn cơm, muỗng inox ăn cơm mình á, cái giá cũng có inox nữa. Nó cái muỗng ăn cơm hàng ngày là nửa muỗng ăn cơm rồi khoảng chừng 300-400 gram muối. Mình quậy mình tạt.
Thuốc tím này là nó vừa sát khuẩn mà cái chất bám dính nó rất cao nha các bạn. Mấy bạn xem cái tay nè, tay mình chắc chờ là trắng nha. Mình quậy quậy cho muối thuốc tím nó tan nha. Thuốc tím tím hột chứ nhiều bạn mua thuốc tím tím nước nha. Thường là mình mang bao tay, mình tạt thuốc tím số lượng nhiều mình mang bao tay chứ đừng đóng tay các bạn. Đóng 2-3 ngày nó mới lột ra hết. Bạn xem mình chưa ấy mà tay mình đã vàng nè. Tay đã vàng nè. Xíu mình tạt nó còn tám vàng nè. Nhiều bạn nuôi ếch hồi đó giờ mới nuôi dưới ao á. Rồi bạn đem lên cái quần ở trên cái đầu con ếch mình nó lột cái lớp nó ra, nó lột cái màng trắng trắng ra đó. Các bạn điện mình hỏi thôi ếch em tuột nhớt bị trị sao giờ. Ếch nó tuột nhớt, mấy bạn biết tuột nhớt cũng hay à. Ếch nó phải lột cái màng đó nó sống, nó chá, nó ấy, cho dù nó già ếch nó cũng lột, cái màng nó lột từ từ. Mấy bạn tạt thuốc tím này vô nè là mấy bạn dòm gõ cái màng đó nó lột hơn. Con ếch nó lột cái màng đó đã lớn chứ không phải nó tuột nhớt nha các bạn. Lúc nào nó cũng lột hết. Bạn theo tím nè. Các bạn thấy sao khi sử thuốc tím bên tay mình nè à, đây tới chiều mình làm công việc ở cũng có nước có khô bây giờ đây tới chiều nó chóc nó trắng à mà không có gì hết. Rồi để mình quay lại cho bạn xem. Rồi sau khi tạt tím xong rồi nè bạn, mình quay bạn xem nè, nước nó đỏ nè. Nước đỏ nè. Giờ mình còn bơm nước vô chút xíu nữa nè. À bạn thấy nước đỏ không? Cái gì mấy bạn nhiều quá bạn sợ bạn không dám thay cái đá dưới nó còn thức ăn dư thừa đâu dưới. Nó hôi thối dưới mà mấy bạn không dám thay mấy bạn xử lý cái gì mà được. Thấy mình thay không? Sạch cặn bã luôn. Mà nước xanh vẫn giữ lại được. Đó mình xử lý nè. Đó nước cái giờ nó đỏ luôn nè. Nọc giống nhau bình thường không? Rồi mình thấy nước đỏ gì đều hoàng không? Mình tạt tím đó, bạn có gì đâu mà bạn sợ vậy? Rồi cái kênh mình hôm nay tới đây thôi nha. Mấy bạn thấy hay và hãy và hữu ích hãy đăng ký kênh của mình và chia sẻ mọi người đều biết nha. Mình làm cái kênh này ra không phải mình để mình nói lại nha, không phải mình để mình bán ếch hay gì nha. Bạn hỏi có nhiều bạn hỏi mình bán ếch con chắc mình không có bán ếch con đâu bạn. Ếch nái của mẹ thì mình còn mấy bạn nào thấy mến có duyên thì mình còn chia lại, còn ít con là mình không bán đâu. Bán con mấy bạn nuôi không có kỹ thuật, mấy bạn điện mình đau đầu lắm. Điện hỏi mình mệt ăn ngủ không được, nó bán ít con mấy bạn mà mình ăn ngủ không được, để thà để mình nuôi.
Thà với lại mình bán mấy người nào đã biết tìm và đã biết nuôi rồi mình mới bán thôi. Mình tạo cái kênh này ra vậy đó cho đặng cho anh chị hoặc các bạn có nuôi ếch hãy tham khảo kỹ ha nuôi. Chứ mấy bạn thấy người ta nuôi được cái bạn nhào vô bạn ồn mấy bạn đổ tiền ầm 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 vô nuôi. Họ hỏi dây hỏi mượn nuôi nuôi xong rồi đi Bình Dương luôn. Rồi hôm nay cái kênh mình tới đây thôi nha. Chào chào các bạn nha.